Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tối nay là đêm 30, Nga cùng với những người bạn và những đứa cháu của Nga đi xem trường hoa Nguyễn Huệ hôm nay. Và quang cảnh của ngày hôm nay đêm 30 vào giờ này tầm khoảng 7 giờ, cái lượng người đổ xô ra đây rất là đông để chờ coi luôn cả bắn pháo hoa. Tại vì hôm nay có cái buổi mà bắn pháo hoa diễn ra ở tầm cao tại hai địa điểm là ngay bên kia của Thủ Thiêm và ngay khu vực Vinhom Central Park, ngay chỗ Landmark 81 tầng á. Và trước khi đến giờ diễn ra bắn pháo hoa là tầm khoảng 0 giờ của sáng mùng 1 Tết, và bây giờ là tối 30 tầm khoảng 7 giờ thì mọi người đang đi dạo để coi cái đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có gì khác lạ về đêm. Và mình cũng ghi lại những hình ảnh cho các anh chị và các bạn xem nhé. Và bây giờ mình cũng đi chụp hình cho những đứa cháu và những người bạn của mình. Bên cạnh đó thì anh chị cũng chụp ngược lại cho mình. Và Nga cũng nói đây là cái đường hoa Nguyễn Huệ. Khu vực đường hoa Nguyễn Huệ thì có 3 len, có nghĩa là len hiện giờ tụi mình đang đi đó là len chính của đường hoa Nguyễn Huệ. Có những cái trang hoàng, những cái khu vực tiểu cảnh của đường hoa Nguyễn Huệ. Còn hai bên đường đó, nghĩa là hai bên đường lúc nếu như không phải trong dịp lễ là đường xe chạy, nhưng hôm nay toàn bộ xe cấm không được chạy trong khu vực này để dành cho người đi bộ. Và dọc hai bên đường đó, mọi người cái người đi mệt thì có thể tắt qua hai bên đường để mình có thể mình nghỉ ngơi, mình mua nước, đói bụng thì mình có thể mình mua đồ ăn. Và người ta cũng bán nước dọc ở hai bên đường. Và nếu các anh chị muốn mua những cái loại nước và những cái gì mà thật là đúng giá thì các anh chị có vô những cái khu vực, ví dụ như Circle K, người ta bán đầy đủ tất cả các loại thức ăn và nước uống, và đa số mọi người thường tấp vào đó. Bên cạnh đó thì hai bên cũng có những cái quán cà phê hoặc là những quán trà sữa, những du khách khi người ta đi mệt, người ta vô trong đó, người ta uống. Và có những cái khu vực mà bán trà sữa tương đối là cao cấp một chút thì nó có khu vực để mà mình có thể lên trên lầu, mình ngồi và mình quan sát khu vực đường hoa Nguyễn Huệ. Ai nói gì cho hơn chưa hả? Chụp ai đi.
cười tươi, đem tay này lên. Trời ơi đẹp quá. Cái gì đó mà áo đỏ với vàng á. Tôi mệt lắm, tôi chụp đó. Tự nhiên giờ chắc quen lắm quá. Hai ba, giỏi quá. Thôi không cái gì đó. Để mày vui cả. Mẹ nói chơi với mẹ đi Ben.
Ngồi coi người qua lại. Dạ. Này có bàn khách đặt hay sao? Dạ không chị, mình có bàn chị. À có bàn. Dạ. Có vô được không? Dạ được. Vô được. Đâu ai đặt đâu. Rồi. Hả? Sao? Ủa nhưng mà em mang cái này là khác nữa rồi nha. Đây bên nhạc hàng, bên The Steak mà. Vô không? Nó không chịu vô hả? Thank you.
Và hiện tại thì Nga đang đi gần đoạn đường cuối của khu vực đường Hoa Nguyễn Huệ, có nghĩa khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và đường Tôn Đức Thắng, là khu vực mà các bạn có thể ra ngoài bến Bạch Đằng. Và Nga cũng nói là ở khu vực ngoài bến Bạch Đằng là khu vực mà các anh chị và các bạn có thể đi tàu để tham quan, và trên đó có những cái nhà hàng. Bên cạnh đó, dọc cái bến Bạch Đằng cũng có khu vực những quán cà phê dọc bến Bạch Đằng, và cái khu vực mà đón giống như là một cái xe bus trên sông để các anh chị có thể đi dọc từ Sài Gòn qua đến khu vực của Bình Thạnh để mà tham quan. Đây là khu vực mà người ta làm một cái cây cầu giả đây, các anh chị thấy. Và những người dân, những người khách tham quan, người ta lên trên đó để mà người ta chụp hình. Và đây là toàn, gần như là toàn bộ đường Hoa Nguyễn Huệ về đêm mà mình ghi nhận được. Chỉ có điều là cái khúc ở đằng đầu của cổng mà mở đầu của đường Hoa, đoạn khu vực Ủy ban Nhân dân thành phố, thì mình không có đi lên đến khúc trên đó, vì khu vực trên đó hiện tại bây giờ nó rất là đông, không chen vô được, và mình cũng không thể nào mà quay phim hay là chụp hình gì được cả. Và cái đoạn đó mình cũng có đã ghi nhận những hình ảnh vào ban ngày, và những cái đoạn mà trong cái đoạn phim này thì mình sẽ ghi nhận vào ban đêm, có nghĩa là nó qua khoảng cái khúc cái cảnh đó khoảng chừng khoảng 10 mét à. Và đây là toàn bộ những gì mà mình đã ghi nhận được trong cái buổi tối ngày 30. Và bây giờ thì Nga và các anh chị của Nga sẽ chờ đợi cho đến giờ bắn pháo bông để mà mình xem coi bắn pháo bông tại khu vực này. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi. Nga cũng xin chúc tất cả các anh chị và các bạn có một năm mới được mọi sự may mắn và gặp nhiều nhiều tốt lành, và hưởng một mùa xuân mới cùng người thân và gia đình.